sợ như vậy. Anh là mình đổi địa điểm ở kia đi. Còn mình sẽ đổi địa điểm hút băng. Tôi sẽ di chuyển địa điểm ạ. Mình sẽ xịt thêm một chút tương vào trong này. Ui, nhiều quá. Thôi đâu, mình sẽ dọn cái này. Chỉ cần mỗi cái cốc này vào được. Nóng quá. Cảm ơn mọi người đã đổi đi.